nâu nâu dầu với trà sáo. Cái con chị gà chị lồ bãi dịch Phú Quốc phải anh em. Swimming, come and see Brian. Cá bơi bông nha. What you doing, Brian? Brian. Cháu đi thả, cháu đi thả diều cái là diều à. Nói chung ở thành phố hay ở quê thì nó cũng không khác nhau là mấy. Trẻ con thì nó vẫn được chơi và các bạn nhỏ thì cũng thích. Ở thành phố thì cũng có những cái trò chơi riêng mà phải quê cũng có những trò chơi riêng. Thế mình có phỏng vấn bạn Annie là con có thấy sự khác biệt giữa thành phố và quê với nhau như thế nào không? Thì sau một hồi nói chuyện thì bạn ấy phát hiện ra là hóa ra thành phố quê cũng không khác nhau, nhưng mà điều khác nhau nhất đó là con người. All the mosquitoes down my leg. You see the berries over there, up on the tree. Wanna eat one? No. Sweet no, and no, sour. No. Sure thing. You never tried them before. Ở quê thì mình thấy là mọi người cởi mở hơn, ra đến cổng là các bác hàng xóm anh chị em nói chuyện, nói chung là có gì thì mọi người nói thẳng ngay, trêu ngay. Thế nên là đó là một cái điểm mà mình thấy ở quê với lại ở thành phố nó cực kỳ khác nhau. You've never tasted them before, Annie? No. They taste so good. Done. We're done? I'm gonna taste it. Này không biết ăn mà. Trẻ con giờ nó thế đấy. Đưa lên là lúc lại cho uống rồi. Lên đi đâu? Rồi. Okay, let's go. Giờ gió là có khác với thả diều. Ok, cho nó thích bà. So on a no wind day, we're gonna fly the kite. Hopefully it will fly. Not sure. Cứ dán đường cầm máy quay lên quay là các bác ấy lại thệu. Nhưng mà kệ thôi, mình làm bao nhiêu năm nay mình thấy quen rồi. Chia sẻ cuộc sống, chia sẻ về những cách học tiếng Anh, mọi thứ. Cũng như là cái việc mình lập ra cái kênh AnyFam này là để cho cái góc nhìn về cuộc sống nó đa dạng hơn. Let's get you. Let's go and fly the kite. Các bạn. Đâu đi thả, cháu đi thả diều cái là diều à. Hello hello, anh tu, đi thả diều à? Đúng rồi ạ. Hôm trước mình có kêu tha với vợ là cái vlog hôm trước mình nói full từ đầu đến cuối, nên là mình định mãi vợ là nói cùng nhưng mà không được. Thôi anh cứ nói đi. Bật mí trước là nội dung của vlog ngày hôm sau cũng về quê, nhưng mà cách để cho gia đình nó yên ấm. Còn hôm nay thì chủ đề chính đó là sự khác biệt giữa thành phố và quê. So what do you like about going back to hometown? Hey? What do you like best about going back to home? I like not hang on and lamb and meat now. We find in the city and the same. The same. So which just the people? Just the people feeling. Yeah, so the people make you feel like more exciting than the place. Yeah. Learn that lesson, guys. People make all the difference. Ở thành phố thì mình có thể chơi ván trượt này, hay là trượt ba tanh này, hay là đi nhà bóng này, hay là đi lên phố đi bộ gặp rất nhiều người, gọi là siêu đông đúc luôn. Nhưng mà quê thì cánh đồng rộng bao la, mà trẻ con nó được tung tăng thả diều. Đấy là một cái hình ảnh nó đậm chất thơ, nó rất đặc trưng ở nông thôn Việt Nam. Thế nên là khi mà trẻ con được về quê thì là một cái hoạt động cực kỳ thích luôn. Đây là một số cái cảnh mà buổi chiều đấy mình may mắn mình được quay lại. The fire. The fire. So you wanna run with barefoot? Khi về quê ấy, thì ra cổng là cái độ nhận diện rất là cao luôn ấy.
thì bố thì nói tiếng Anh với con. À các bác thì nghe chả hiểu gì. Mình là cứ ra đến cửa là bắt đầu mình bán tiếng Anh. Thế nên là mọi người nhiều khi các bác hay trêu là bố con mày cứ xì là xì lồ, ai mà hiểu được. Bố con nó xì là xì lồ mãi trên Facebook phải anh em. Em chào con nhé. What are you eating? What are you eating? Watermelon. The magic melon. You eat the seed and it's gonna grow a tree. Grow into a tree. Hy vọng là sắp tới thì mẹ Annie sẽ xuất hiện trên kênh nhiều hơn. Có thể là sẽ đi trước từ giọng nói, sau thì sẽ đến là hình ảnh. Thế nhưng mà trước tiên thì cứ để bố Annie làm công việc đó trước đã. Em ơi, chờ phần cho mẹ với nhá. Không. Cái gì? Mẹ buồn mẹ hóc đấy. Yep. We're not here for toys. Miss Brian. Oh, you're here. What you guys doing? There's nothing for me here. It's strange. It is a shop for babies, toddlers, and kids in general. You had another one at home. Oh. Are you gone? Bảy con. Oh, look at that giant. It's huge. It's you from now to forever for you. What you doing, Brian? Brian. Giant beetle. Định đánh nó á? Ghê gớm ấy kìa. Ôi chào ôi. Look at that. Little Brian is driving this little car. Oh my god. Ooh. Oh stop. Oh look at them. Oh, we're going. Let's go. Okay, 3, 2, 1, go. Go. Oh no! Run away from those! Oh, rubbers, they're on the back! They're on the back! Oh no! Oh no! It's dangerous! Run away! Oh. Yeah. We're getting in the coffee! Why, guys, wanna get in the coffee yet? Ryan is there now. Yes! Where's that car? Yeah? Where's that car? We give it back. And they got in the coffee. Do you want to go with us or not? No. Okay. Yes. She wants it. Five minutes later. Look at Annie. Watch out. Did the fish just splash the water? Yeah. And it got on your face? Yeah, it got on my paper. Boop! Boop! Cái trẻ nó không sợ. Mẹ em một hai cái vào. Kids these days. Ở đâu thì ở thì mỗi người sẽ có một cái sự thú vị khác nhau. Người ở quê cũng có những cái sự chất phác, có cái sự hào sảng. Và đôi khi là chia sẻ, gọi là nói ra quan điểm cũng hơi quá một tí. Mọi người cũng gọi là tự do nói, cũng không cần phải giữ gì cả. Nhưng mà đó là cái đẹp ở quê. Đó là những cái mà tụi mình quan sát kỹ một chút trong cuộc sống thì mình để ý thấy những điều đó. Và mình
chia sẻ với anh chị các bạn trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh chị các bạn đã đón xem. Cái con giỡn ơi. Thì cái lỗ này nè. Thì cái lỗ này là cái gì? Đã uống chưa? Đúng rồi, uống xong rồi em bụng rồi. Ông đâu? Ông đâu? Đâu 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 đâu. Ông đâu đâu đâu. Đúng chơi. Lo chi quả. Con này nó rất còn làm sao mà nó xinh ấy đây là siêu swimming guys. Siêu swimming, come and see Brian. Nó bơi.